Dạ, xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai kiện trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang ạ. Dạ, kênh chuyên chia sẻ về mai vàng, bonsai cây kiện các loại luôn với cô chú anh chị nha. Hôm nay thì em trở lại với chỗ kênh Trạng chia sẻ cùng với cô chú anh chị mình một lô mai hàng khủng ha cô chú anh chị ha, dạo Phủ Tân bốn mùa nha với cô chú anh chị, với lại dạo Thủ Đức. Dạ, với cô chú anh chị mình có thể sưu tầm về chơi Tết cũng như là mình có nhu cầu trồng đất thì rất là ngon lành luôn, thấy cô chú anh chị hàng về mùa hết trơn luôn, cây lớn luôn ạ. Dạ, anh thấy lên thế nào lắm đó. Rồi anh chào Phương ha, chào cô chú anh chị trên kênh Cuộc Sống Cần Thơ Giang. Rồi hôm nay em về cái lô mai 4 mùa cho anh chị, ghép 4 mùa ha. Thủ Đức với vợ Phú Tân với thằng Đại Lộc nha anh chị. Rồi chắc mong cô chú anh chị ngày sau ủng hộ nha. Với mấy cây thọ hương nha anh chị ơi. Rồi mã số hôm nay là mã số 26. Rồi một cây dảo Phú Tân. Dảo Phú Tân, cây này tàn dù nha anh chị. Hàng ghép 4 mùa. Lúc nụ là có trơn nha cô chú anh chị. Rồi cây này là nói chung là hôm nay là đa số là cái phôi mai vườn mình nha chị, phôi mai vườn nha, tất cả là phôi mai vườn chứ không phôi công nghiệp nha. Nè, bò ghép liền liền nha anh chị. Bò ghép là cỡ ngón cái mình ăn luôn. Không để đây anh. Này hơn ngón cái nè. Có cái nữa, xem thì bán đem bánh chưa. Rất còn cao ha. Có anh khách anh hỏi kìa. Cái ngón tay ngón út em được ba lớn em giơ lên đo kìa. 31 vành nha anh chị. Cái thoát thân nó là 86. Chiều cao là 126. Rồi tàn ngang là 125. Rồi cây dảo Phú Tân tàn dù này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.300.000 anh chị. Dạ, 2.300.000. Hàng Phú Tân già mùa nha anh chị, nút nụ ok nha. Cây này hiện tại là vô bắt đầu vô nụ kim nha anh chị. Đó. 2.300.000 mã số 27. Rồi mã số 27 là một cây cúc thọ hương ghép gốc tứ quý nha anh chị. Cây này ghép được 2 mùa ha. Cúc thọ hương gốc tứ quý nha anh chị, ghép 2 mùa nha. Cây này đế cũ nha anh chị, một cốt tàn thông. Đó. Hiện tại thì nút nụ vô cứng chân nha anh chị. Trụ nút là bao la luôn á cô chú anh chị. Thọ hương mà ghép tứ quý nha anh chị, yên tâm về bông nha. Bông nó ok anh chị, không có phản nha. Rồi cây này cái nồi đế của nó là được, nồi đế của nó là được 97, 96 anh chị. Rồi cái củ đế đặc của nó là được 42. Đúng số à ba. Hoành là 28. Chiều cao 126. Ngang 116. Có 40. Không có lấy. Rồi mã số 27. Rồi xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 3.300.000 anh chị ơi. 3.300.000 nha cô chú anh chị. Luôn giật mình trời. Cái này nguyên cái củ đó. Để mình giật mình luôn nha. Rồi. Ông hư mẹ còn luôn. Dạ 28 nha cô chú anh chị. Mã số 28. Rồi một cây dảo Phú Tân già mùa anh chị ơi. Rồi em này cũng có thoát thân nở hậu luôn nha. Có 86 mà. Quá là cái củ đế luôn nha. Cái thân này nó lên em luôn lần lần hết trơn. 85 đổi cho 86. Đế đều luôn nha cô chú anh chị. Cái này cái chục ghép quá trời luôn. Mà cái thân nó lên luôn lần quýt cây luôn á. Trong nhà mắc lại. Câu lại không. Thì hoành 43 hoành nha anh chị. Cứng thước ha. Cái này thoát thân của nó là được 56. Chiều cao là 1,5 m. Tàn ngang 1,47 m. Rồi cây Phú Tân mã số 28 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 6.500.000. Lúc lụ thì đã vô mỗi nó lá trơn rồi nha cô chú anh chị. Rồi. Mã số 29 là một cây dảo Thủ Đức. À. Dảo Thủ Đức nha anh chị. Anh chị xem cái này tàn sửa tàn theo kiểu mà mây dây nha anh chị. Đó, xả xuống vậy đó anh chị. Cũng may mắn nè.
mai liễu ha. À, liễu mai. Các thân thấp nha cô chú anh chị, mà đế bốn chú nó gỗ đi. Này đế nôm nha anh chị. Cái này hoành nó được 31 hoành chị. Chiều cao là 118. Ngang 109. Rồi mã số 29 cây giảo Thủ Đức này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.400.000. Dạ 2.400.000 cô chú anh chị. Còn đế là cộng rễ lực không. Cái này mua phôi không đủ tiền anh chị. Thật cái gì anh chị. Cái này kia chơi phôi hơi đủ tiền luôn nè. Phôi đế vậy đó. Rồi mã số 30 là một cây giảo Thủ Đức. Cây này form rất là cao nha anh chị ơi. Cây này là 2,5 m nha anh chị. Chiều cao nha. Hàng 4 mùa nha anh chị ơi. Như cây thông lớn luôn vậy. Ừ. Nghe nó là có lửa nào sao là... Cái chột ghép là chà bá lửa luôn cô chú anh chị nha. Đóng thân là nó đã liền luôn. Ồ. Này liền liền cốt anh chị, anh chị. Mấy cái đúng rồi. Mấy cây mà đóng vô mấy một thân nó liền do cho anh chị. Cái này đế nhỏ cũng đế luôn. Bông nó từ 8 đến 12 cánh nha anh chị. Hàng 4 mùa nha, Thủ Đức 4 mùa nha. Rồi. Cắn hồng, hồng 36 vành nha anh chị ơi. Rồi chiều cao đó là 2,5 m nha. Tàn ngang là 143. Rồi cây giảo Thủ Đức mã số 30. Rồi xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 8 triệu nha anh chị. Dạ, 8 triệu nha cô chú. Cây cao trên 2,5 m luôn đó cô chú anh chị. 2,5 m chiều cao nha anh chị, hoành 36 hoành nha. Lớn luôn vậy ha. Nút nụ vô ok rồi ha anh chị. Đứng cái mày mà là thấy nhỏ béo quá. Em nhỏ luôn nha. Dạ số 31. Mã số 31. Rồi, tiếp tục là một cây giả Thủ Đức nha anh chị ơi. Chơi một cặp với cây 30 luôn nha cô chú anh chị. Phong khá là keo luôn ha. Một cốt tàn thông luôn mấy cô chú anh chị. Trời ơi cái này cái bo ghép rồi anh chị. Cái bo ghép này không biết để em đo luôn được chứ không có lấy móng tay móng chân không có đo đều được. Mà dữ lắm cái chọt. Mày đâu mà dây? Tới không anh bắt ghế lên không? Không, nhanh nhón được rồi. Cái hoành của nó là 17 anh chị. Cái mắt ghép này ha. Đây nè, chục ghép nè. Đem tới tao nhón nhón lên. 17 nhưng cô chú gì? Chục ghép là 17 anh chị. Còn cái bộ ghép nè, liền do hết trơn. Xì có đẩy đâu không? Ờ, đế nè. Cái này hoành thì chắc khủng 41 hoành không chị. Này chiều cao nó là 1,9 m nha anh chị ơi. Tàn ngang 146. Rồi mã số 31 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 4.800.000 anh chị ơi. 4.800. Mấy này nút lộn là vô mỗi nắp lá luôn rồi đó chứ anh chị. Cái này nút lộn là cứng ngắc luôn á. Anh nhìn thấy này nè. 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 Rồi đó cây rồi. Mã số 32. Rồi mã số 32 cũng là tiếp tục là một cây Thủ Đức nha anh chị. Cây này chơi cặp với cây 30 luôn nè anh chị. Quá trời cao luôn. Cây này nó cao cũng bằng cây 30 luôn nè. Dáng trực tàn thông luôn, form tàn thông lớn nha cô chú chị nha. Cây này cũng ghép 4 mùa nha anh chị. Cái này đặc biệt cái đế nó xù cho nên chi. Cái này khó thân khắp nữa nha cô chú anh chị, mà nổi đủ đế nha. Cái phần ấy là nó để trên cho mấy cái chân đó cô chú anh chị. Mấy cái này cô chú anh chị mình có cái xăng lớn anh chị. Mình làm cái mô mình trồng xuống đất á. Để cho nó ra. Này trồng xuống đất là cây nó ngon lành luôn anh chị. Thay mình trồng cái vụ thường thường trước cái mấy xăng nhà lớn lớn thì mình trồng tùng hai cái tùng đó,
trồng hai cây mai lớn này, cây 30-32 này vô là đẹp lắm anh chị, cao. Một lúc thì khỏi chơi luôn. Giá thì quá trời dễ chơi anh chị, chứ không có mắc anh chị. Giá này quá trời dễ chơi luôn á. Cây này hoành 37 hoành anh chị. Chiều cao là 2,5 m anh chị ơi. Chiều cao 2,5 m đến 2,7 m á. Rồi cái đàn ngang là hết thứ anh chị ơi. 1,5 m. Cái tàn điền không có bị lép bên nào luôn ha. Một cốt tàn thông không cao à. Rồi mã số 32 cây giảo Thủ Đức này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 7.500.000 anh chị ơi. 7.500.000 nha quý vị. Cái này 7.500.000 dễ chơi quá anh chị. Thủ Đức 4 luôn. Cái phần cái này nó lên xù như cô chú chị ăn tương lai luôn ha. Dạ. Xuống. Rồi mã số 33. Đó, rồi là một cây giảo Phú Tân anh chị ơi. Cây này cổ thốt thân cao. Cái này tàn thông mà nó có khó khăn anh chị. Cũng hàng ghép 4 mùa luôn nha. Tàn thì đều hết trơn nha mấy cô chú anh chị. Mỗi nút đủ là có hết trơn luôn rồi nha. Rồi cái này hoành là được 39 hoành nha chị. Thoát thăng là được 81. Chiều cao là 1,7 m. Tàn ngang 142. Rồi cây Phú Tân mã số 33 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 6.500.000 gì vậy? 6.500.000 nha chị này, mà tết nở bông một cái là quanh tráng cái nhà luôn đó cô chú anh chị. Rồi em đổi luôn. Dạ 34. Rồi mã số 34 tiếp tục là một cây giải Phú Tân 4 mùa đó nha anh chị. Đó, anh chị xem ha. Cây nó rất là năng cây nha anh chị. Đó. Năng cây ha, mà nó nở hậu đế chảy đều luôn chị, 24 giờ luôn ha. Này đế đều không có chống nhất nào luôn. Cái này lực cây lắm nha anh chị. Giả Phú Tân này là 3 lớp cánh không nha anh chị. Đó. 12 cánh, em thấy thường thường 12 cánh cho lên không, không có dưới nha anh chị. Phú Tân này nè. 10 cánh nhăn lên không, 3 lớp cánh. Có bông tới 18, 10, 19 cánh đó nha anh chị. Quá trời nụ luôn đó. Xem ha. Tàn thông nha. Cây rất là mạnh nha anh chị. Kéo nhựa cực kỳ mạnh ha. 4 mùa anh chị. Cái thân nó luôn luôn rồi. Này bộ đế ăn tiền anh chị ơi. Rồi cây này 42 hoành chị ơi. Thoát thân của nó là 72. Chiều cao là 1,8 m. Ngang 145. Rồi 34 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 7.300.000 anh chị. Dạ 7.300.000 nha quý chị. Cây Phú Tân quá đẹp anh chị. Đáng cái tàn luôn ha. Mã số 35. Rồi mã số 35 chị. Rồi là một cây giảo Phú Tân đó nha anh chị. Đó. Cái này anh chị mình chơi cặp với cây 34 là ngon lành luôn anh chị. Cây nào nó đẹp anh chị. Cái này tàn ở trên nó đều tròn luôn quý cô chú. Làm 4 mùa thì cô chú chị mình yên tâm gì lúc ngủ á. Cái trò kép thì nó liền lạc hết trơn luôn. Mình trồng đất là yên tâm luôn. Cái này nó thẳng băng luôn anh chị. Một cốt thẳng đứng luôn ha. Thẳng cây hết biết cây thẳng không chị. Cái nguyên cái mặt này anh chị, bể đế nè. Hết biết luôn ha anh chị. Cái này em anh chị này nó có gông ghế nè, treo nè ha. Này em đo lộn trong em đo cái cục mạc đó anh chị. Đó. Rồi cái cục mạc là được 54 anh chị. Rồi, hoành là 43. 43 hoành.
thoát thân của nó là được 96. Chiều cao là 1m9 nha anh chị. Tàn ngang là 1m6. Rồi, cái này tàn lớn lắm nha anh chị. Rồi, mã số 35 cây dảo Phú Tân này em xin Zalo với cô chú anh chị mình là 8 triệu nha anh chị. Mã số 36. Mã số 36 anh chị ơi, là một cây dảo Thủ Đức một cốt tầng thông nha anh chị. Cây khủng khiếp luôn. Một cốt luôn đó cô chú anh chị nha. Tàn thông phơm cao luôn, nhìn lực cao lắm nha cô chú. Cái này cái cục đế nó nở cực kỳ đẹp anh chị, đẹp lắm anh chị. Chắc là cây 36 và 7 cây dục ngoại cây đập ổ khóa này ở nhà mấy cây. Đó. Rồi cái cục nẹt này là 59 nha anh chị. Đây nở nha anh chị. Nó mới hoành nha. Đây là hoành nè. Rồi cái này hoành là 47 hoành nha anh chị. Đó, đây anh chị. Ha, 47 ha. Cụ nở 59. Hoành là 47. Này chiều cao là 2m chị ơi. Rồi, tăng ngang 1m rưỡi nha. Cây này cực đẹp anh chị ơi. 47 hoành, cây dảo Thủ Đức. Thủ Đức một cốt tàn thông 47 hoành nha anh chị. Cụ nở 59, chiều cao 2m. Rồi mã số 36 cây thuốc em xin Zalo với cô chú anh chị mình là 9 triệu 300 ngàn anh chị ơi. Rồi, em hỏi luôn. Mã số 37. Mã số 37 là một cây dảo Phú Tân. Cái này có thân cao, có thân cao nữa nha cô chú anh chị. Mình để một cặp phía trước nhà là hoành tráng luôn nha quý cô chú ha. Cái này cái nồi đế nó nở đều anh chị. Nở đều luôn, tứ diện luôn chị, chưa ra không ha. Bữa nay em về hàng lớn anh chị, hàng lớn phục vụ anh chị ha. Anh chị là thích chơi hàng lớn, hàng cao, phong cao á. Hôm nay là clip này là đầy đủ luôn nha anh chị. Cái này em đo cái hoành đế nha anh chị, cái này đế đi. Này nó sát luôn anh chị. Rồi, hoành đế này giờ 100 mấy tính 100 nha anh chị. Hoành thân là 36 hoành. Thoát thân là 76. Chiều cao là 1m7. Tán ngang 128. Cây Phú Tân mã số 37 xin Zalo với cô chú anh chị mình là 6 triệu anh chị. Dạ 6 triệu chẳng luôn đó cô chú anh chị. Em ngon lắm. Mã số 38 gì? 38 là một cây dảo Phú Tân nha anh chị. Rồi, cây này một cốt tầng thông nha anh chị, cây này thoát thân thấp nha. Chị xem ha. Cô chú chị mình xem phần đế trước rồi em ha. Nở hậu luôn hả? Nó lên dây cốc cho mẹ trường rồi nha cô chú chị. 4 mùa anh chị, cái hàng này hàng 4 mùa chứ nha anh chị. Cô chú anh chị yên tâm nhiều bông nha. Mấy cái già mùa này yên tâm nhiều bông. Chị xem Phú Tân mà nụ nè. Nó dày trong nha anh chị. Phú Tân anh chị lặt lá ra chứ sẽ thấy bông nha, thấy độ thấy nút nha, độ thấy bông, thấy nút nha anh chị, là nút cứng ngắt trong luôn á, lặt lá rồi anh chị sẽ thấy liền à, đều chứ anh chị. Một Phú Tân đặc biệt là bông anh chị là nở là ok lắm. Cây này hoành nó là 35 hoành nha anh chị. Chiều cao là 1m70, tàn ngang là 127. Rồi cây Phú Tân mã số 38 xin Zalo với cô chú anh chị mình là 7 triệu nha. Dạ. Một cây Phú Tân cực kỳ đẹp nha anh chị. Cái nào lực cây nó thì chúng chị. Tàn hình nó đẹp.
tàn ấm nha anh chị ơi. Sáng không 10 cái giờ ngon nha. Rồi, em đổ cây ha. 39. Mã số 39. Rồi, đây là một cây phú tăng nha anh chị ơi. Dạo phú tăng nè. Nhẹ nha cô chú anh chị, tàn không luôn ha. Dạo phú tăng luôn ha. Cây này cây nó dáng nó trực lắc ha anh chị. Mà lắc nó nhẹ ha, không có lắc mạnh nha anh chị. Còn khi nào mình cầm vô mình lắc nó mạnh ha. Còn lắc tự nhiên thì nó tự nhiên lắc nhẹ thôi. Còn mình lắc cái lắc mạnh đó. Còn mình cầm mình lắc nó mạnh. Tháo thân tháp luôn nha cô chú anh chị, cây này đế của nó đế. Nó giỡn nha anh chị vui nha. Cây này nó dáng trực lắc ha anh chị. Đó. Cây này đế đều ha, đế nôm, nôm đều ha. Hết cái vàng trong luôn nha nó quay. Ba thợ hương trong luôn nha. Rồi cây này, cây này hoành của nó là 33 hoành chị. Chiều cao là 1m7. Rồi tán ngang là 127. Rồi cây giảo phú tăng mã số 39 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 6.200.000 anh chị ơi. 6.200.000 một cây phú tăng già 4 mùa ha. Đó, phơm cao tầng thông. Mã số 40. Rồi mã số 40 là một cây giảo phú tăng nha anh chị. Cũng là dáng trực tàn thông luôn quý cô chú anh chị. Cái này thì vàng xương tàn chi tàn đóng đều vậy. Cái cây này em mới thay chậu nha anh chị, cho nên là em phải buộc dây cứng lại nha. Mới thay chậu. Chậu hôm đó nó bể. Nhưng mà cây còn ngon lành nha anh chị, không có gì, không bị gì nha. Nó chỉ bể chậu thôi chứ không có bể bầu. Tại vì mấy cây phơm cao này mà thay chậu mình phải buộc cái giống nó lại. Trời ghét cái này nó nuôi bữa ớt luôn á cô chú anh chị. 4 mùa nha anh chị, phú tăng 4 mùa nha. Dạ rồi em xin cái đo đa dòng đi. Cái này hoành của nó là được. Đâu rồi? Đây 33. Chiều cao là 1m7. Tàn ngang 130. Này chơi cặp với cây số 41 là một cây mai đại lộc nha anh chị. Cái này có thân cao nha. Cây mai đại lộc ghép 4 mùa. Hàng này là hàng chơi nhưng mà tàn dù nha anh chị. Thoát thân cao. Cái này hoành thân nó được 37 hoành chị. Nè anh chị, cứng thước ha. 37. Thoát thân của nó được 78. Chiều cao 1m6. Ngang 128. Rồi cây mã số 41 Đại Lộc em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 5 triệu anh chị ơi. Đại Lộc vào mùa nha. Hoành lớn phơm cao. Nụ nó như xương cá vậy. Dạ rồi. Rồi mã số 42 là một cây thọ hương lùng lực. Tàn mùi ôm là không hết luôn cô chú anh chị. Nắp lá là kích dịch luôn nha. Cây này một cốt nha anh chị. Thất thân thấp chủng là cô chú. Hạ hai cái xuống lên này, hạ xuống cái ghim vô luôn à. Để lên lại luôn. Còn cây này hoành được 26 hoành. Chiều cao là được 117. Tàn ngang 122. Rồi mã số 42 cây thơ được xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.600.000 anh chị ơi. Dạ 43. Mã số 43 là một cây thọ hương đó anh chị. Cặp với 42 luôn nha cô chú. Đó, cái này chơi cặp 42 là ok nè. Hai cái này chơi cặp nhau là đồng đều luôn anh chị. Rồi cây này hoành được 27 hoành chị. Chiều cao là được 112. Tàn ngang là được 122. Đó, hai cây này tàn nó xứng nhau luôn anh chị. Rồi mã số 43.
xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.4 anh chị. Chủ nhật lấy mã số 44. Ờ, mã số 44 là một cây thọ hương tàn thông luôn nha anh chị. Chủ nhật lấy này cũng đúng, nó tàn luôn. Đều tàn luôn nha cô chú anh chị. Dạ, chủ nhật lấy ha. Cây này một khúc tàn đều luôn nha cô chú anh chị. Cây tàn thông luôn nha. Rồi cây này hoành nó được là 20. Chiều cao là được 125. Tàn ngang 129. Rồi mã số 44 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.800.000 nha anh chị. Dạ, 44 hả? 44. 1.800.000. Rồi mã số 44 là một là đây cuối cùng nha anh chị. Đó, rồi cũng rất mong cô chú anh chị ủng hộ em nha. Rồi em xin chào và hẹn lại cô chú ở clip sau. Cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết clip luôn ạ. Em xin chào kết thúc clip tại đây luôn nha cô chú anh chị.